lầm cần tránh khi bạn là người mới lập trình. 1. Đừng cố gắng học tất cả mọi thứ, chọn một lối đi đã nghiên cứu và kiên trì theo đuổi nó. 2. Đừng học qua các video hướng dẫn, mà hãy áp dụng nguyên tắc học bằng cách thực hành. Hãy truy cập vào các trang web tương tác như Cybersoft Academy nơi bạn có thể học bằng cách thực hiện các bài tập thực tế. 3. Đừng học nhiều hơn những gì bạn cần. Hầu hết những thứ bạn học bạn sẽ quên, bạn sẽ phải tìm kiếm chúng trên Google. Vì vậy, hãy học những kiến thức cơ bản và áp dụng phương pháp học dựa trên sự tiện ích cho các khái niệm nâng cao. Điều này có nghĩa là bạn chỉ nên học các khái niệm nâng cao khi bạn cần chúng cho dự án của mình. 4. Đừng bỏ qua phỏng vấn lập trình. Phỏng vấn lập trình rất khác so với việc viết code thực tế. Vì vậy, hãy chuẩn bị cho chúng bằng cách học cấu trúc dữ liệu và thuật toán và luyện tập các vấn đề theo phong cách phỏng vấn trên các trang web như HackerRank và LeetCode. 5. Đừng bỏ cuộc. Việc học lập trình khó khăn ở giai đoạn đầu, nhưng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn theo thời gian.